tại vì sao? Yeah, cảm xúc kia bay bay. No, là tại ai? Yeah, đã khiến anh như vậy. Một đời mà anh đã biết chưa sẽ là chừng còn khoảng cách sẽ không nói nhớ nhau. Nhưng mà em đã lỡ là bên son của em, yeah. Lỡ bên tranh tổ màu. Vì bây giờ anh muốn ở bên em thật lâu. Bởi vì này là người lời chắc tới mấy tháng bớt đau. Bởi vì em cứ giữ đi không cần đâu. Giấc mơ cô đơn anh cũng muốn được yêu. Baby tin anh đi không nói điều. Để ngày này hay bỏ ngay đi cho anh thôi kêu. Lắng nghe con tim anh đi muốn được chiều. Và nếu em là fire thì anh là nước. Và khi ta gặp nhau thì sẽ gặp nhau. Cùng chân là tình yêu qua nụ hôn thật lâu. Là phải đi về son anh không muốn đậm màu. Đến vào con số 1, 2, 3. Và nếu em không vui thì em cứ đi. Vì anh không muốn giữ đôi anh ngủ gì. Và đừng gọi tìm anh luôn thấy suy. Bởi vì anh vẫn ok khi anh một mình. Kiểm soát được tâm trí khi nhớ em. Giờ thì anh đã biết cách yêu bản thân mình. Để khó đoán nào mà lỡ hẹn. Sẽ có những lúc anh đi quên lối về. Thì ngày nào mà còn muốn nắm lấy tay em. Chỉ bay vào sân lối trên đôi hồi kề. Cảm xúc ấy cứ thế về quay. Bước xuống phố khi không còn bóng người. Vì anh đi lang thang khi cô đã lỡ lời. Nhưng mà trời đây mà dần em thấy rồi. Tại vì sao? Yeah. Cảm xúc kia quay về. Là tại ai? Yeah. Đang khiến anh như vậy. Phiền đặt sâu vì đó là thứ khiến ta khổ đau. Yeah. Đóng em phạt thật đau, tại sao ăn bún mà không kèm rau? Why? Tại sao không kèm rau? Không kèm rau vào. 10 vạn câu hỏi vì sao và tại vì sao em lại câu mày? Em chỉ muốn tốt cho em và cùng lo cho bản thân em sau này. Get ăn khó chịu, baby tell me why, tell me why, yeah. Và tại vì sao 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 nói một câu đi say. Và tại vì sao 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 nói một câu thôi say. Nói đi em mà nói đi thì ngại chi. Tại vì sao, tại vì sao, yeah. Cảm xúc kia quay về. Na na là tại ai, là tại ai, yeah. Đã khiến anh như vậy. Wow.